Mô A Di Đà Phật, con xin kính nhờ ban tổ chức chuyển giúp con tới camera Diệu Âm Diệu Chân Dung Quảng Ninh 123-1234 và xin camera Diệu Tâm chuẩn bị ạ. Nam Mô A Di Đà Phật ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính thầy Diệu Âm Tịnh Hải. Thầy có nghe được tiếng con nói không ạ? Dạ, nghe được ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy Diệu Âm Tịnh Hải, con có một câu hỏi ạ. Bạch thầy, con là người thiểu số, người Việt gốc Hoa. Con ở sát biên Trung Quốc. May thay con được vào Hạ Long này con ở. Con gặp được pháp môn hộ niệm, gặp được thầy Diệu Âm năm 2012 ở chùa Ba Vàng và con được đi tham gia các ca hộ niệm. Con thấy rất là bất khả tư nghì. Con đã học pháp hộ niệm này, phát tâm học hộ niệm để cứu người hữu duyên ở vùng quê con, xa không cứu được lửa gần. Khi con về quê con hộ niệm, có những ca hộ niệm của người dân tộc con và mẹ con chẳng hạn. Con có mời một số đồng tu cùng nhóm con và một số đạo tràng cùng con đi trợ duyên cho người bệnh hoặc là người lâm chung. Thì con phát âm tiếng Kinh con không nói được rõ. Con ví dụ như mẹ con bảo con khuyên mẹ con phát nguyện vãng sinh. Mẹ con chỉ đọc được là, con bảo mẹ là đọc A Di Đà Phật cho con về Tây Phương Cực Lạc. Thì mẹ con chỉ phát âm được A Di Đà Phật cho con về Tây Phương Cực Lạc. Thì có những đồng tu của con nói với con lâu năm rồi nhưng con ngại, con chưa dám hỏi thầy. Nói rằng là người bệnh phát âm như thế, người hương linh và hộ niệm cho hương linh lâm chung không đúng từ thì không có lợi lạc, không được vãng sanh. Vậy Hội Diệu Âm Tịnh Hải cho con một lời khuyên để con đi hộ niệm làm sao cho đúng ý đúng pháp ạ. Con xin thành tâm tri ân công đức của thầy ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Báo cáo với chị Diệu Chân Dung là mình khuyên mẹ mình niệm Phật cầu vãng sanh. Mẹ mình là người Hoa, nói không có rõ tiếng Việt, nhưng mà ý của mẹ mình, ý niệm của mẹ mình là muốn vãng sanh. Mẹ mình sẽ vãng sanh tốt lắm, không có sao đâu. Bà thấy nghe chị Diệu Chân Dung kể cũng có cái tâm gọi là thức thà chấp phát nữa. Thì Tịnh Hải này nghĩ rằng mẹ của chị Chân Dung này cũng thật thà chấp phát như vậy. Những lời nói mà tiếng Việt không có rành để hoàn toàn không ảnh hưởng tới cái việc mà mất vãng sanh hay được vãng sanh đâu. Nhưng mà làm trong cái lòng của người mẹ mình tha thiết niệm Phật, cái ý muốn của mẹ mình tha thiết được vãng sanh là mẹ mình được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nói thẳng thắn như vậy. Cho nên nếu những người nào người ta nói mẹ mình mà nói những lời không có rõ như vậy thì mất vãng sanh, thì người ta cũng hơi chấp đấy. Chị Chân Dung Diệu Chân Dung cứ tin tưởng đi. Nếu mà mẹ mình có cái khó chịu điều này, khó chịu điều nọ, hãy nên lấy đến để báo với Tịnh Hải để làm sao cho mẹ con được vãng sanh và đem người mẹ tới đây. Nhiều khi mẹ mình nghe như vậy, mẹ mình vui vẫn không sao đâu. Nếu mà chấp thì bỏ đi, chứ còn tiếp tục như vậy thì mất vãng sanh. Còn những lời nói mà coi như là cái thổ ngữ không rõ ràng, hoàn toàn không ảnh hưởng, nhé. Chị Diệu Chân Dung thấy rõ ràng chưa? Rất nhiều người đến sau cùng lưỡi người ta bị cứng đi, người ta nói không được, người ta niệm Phật không ra, nhưng trong tâm người ta âm thầm niệm Phật vẫn được vãng sanh như thường, theo cái diện gọi là ý niệm vãng sanh. Cho nên người nào chân thành chốc phát được vãng sanh. Còn những người mà mình niệm Phật như này mà chê cái pháp hộ niệm, sau cùng thường thường ban hộ niệm tới nói người ta cãi lên cãi xuống, dẫu cho người ta nói cho con về Tây Phương Cực Lạc rõ ràng rành mạch hơn người khác, nhưng mà chưa chắc người ta được vãng sanh đâu nhé. Nhớ nha chị Diệu Chân Dung, không sao đâu. A Di Đà Phật. Mô A Di Đà Phật, chúng con thành kính tri ân thầy Diệu Âm Tịnh Hải.